Xin chào anh em nhé. Chào 500 anh em. Mình thì thực sự là mình cũng chả có kinh nghiệm gì về xe cả. Mình là người sử dụng xe. Và cái xe này thì mình mới lấy được 3 ngày hôm nay. Dòng xe của mình lấy là dòng xe VF8 bản Eco. Thì cái trải nghiệm đầu tiên thì thực sự là được bốc tem, lần đầu tiên mà được bốc tem một cái con xe của Việt Nam như này thì mình cũng cảm thấy nó vô cùng, đầu tiên là vô cùng tự hào vì thật sự nói với anh em là Việt Nam mình có một người dám đầu tư sang một cái mảng mà thật sự rất là mới so với Việt Nam mình. Thì thôi, rất chúc mừng bác Vượng, cũng là động viên tinh thần cho bác. Bác cố gắng làm cho Việt Nam mình ngày một hùng cường hơn, không những cũng xe ô tô mà những cái việc khác nữa. Thì xin chân thành cảm ơn bác và biết ơn bác đã mang cái thương hiệu Vin sang ra nước ngoài để con cháu chúng ta sau này có nhắc đến thì cũng có một cái sản phẩm của Việt Nam mang thương hiệu Việt Nam thuần Việt. Thì nó thật sự với anh em trải nghiệm đầu tiên, trải nghiệm lái thì nói chung là cực kỳ thích, lái xe đầm chắc về cảm giác lái. Cái thứ hai nữa là về độ vọt xe này, không có độ trễ, đạp ga là vọt thôi, đạp là vọt thôi. Cái mức tiêu thụ pin ấy mà qua mấy ngày vừa qua mình đi thì mình cảm thấy nó rất là tiết kiệm. Tính qua đâu đó khoảng 650 đồng đến 800 đồng trên 800 Việt Nam đồng trên 1 km. Ở cái xe này thì cái xe mình sạc là hết 260.000 thì mình sẽ đi được khoảng 350 cây cho đến 400 cây. Đó. Còn cái nội thất ấy, thì là da các bạn. Da. Da này chả biết da gì, nhưng mà mùi vị nó rất là thơm, mình lên mình rất là thích cái xe này. Mùi thì không có cái mùi khó chịu mà mùi nó rất là dễ chịu, thơm. Nội thất này thì mùi đất màu đen, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Còn về cái màn hình thì thật, màn hình thì như một cái máy vi tính. Đấy, như một cái máy vi tính. Như một cái máy vi tính luôn các bạn ạ. Công nghệ thì ở đây có công nghệ sạc không dây, cảnh báo va chạm, cam 360 độ, cam 360 độ. Ông mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đây là về nội thất. Đấy, nội thất. Xe mình đang để cái chế độ cắm trại. Đấy, chế độ này tiết kiệm pin, và anh em mình nóng thì anh em mình ngồi trên này thì nó cũng không hết đáng bao nhiêu pin đâu. So với cái xe xăng á thì cái xe này anh em mình cứ lên bật cái chế độ cắm trại này mà ngồi trên trên xe cho nó mát. Đấy, không có hao pin là mấy. Hưởng thụ cái công nghệ. Nhấn mạnh với các bạn là cái xe này nó khác với cái xe xăng. Là xe xăng ấy mình bật máy lên là tốn tốn xăng. Là tốn nhiên liệu. Nhưng mà đối với cái xe này thì đối với xe dòng xe điện này thì mình ngồi nghỉ ấy, thì mình cứ bật máy lên, mình cứ bật máy ở cái chế độ cắm trại này thì anh em mình cứ ngồi trên xe thôi. Mức tiêu thụ năng lượng là nói chung ít, khoảng 10-20% so với lại mức tiêu thụ điện nó chạy. Đấy, cảnh báo va chạm. Thôi thì hôm nay cái video này mình chỉ quay vậy thôi, giới thiệu cho các bạn về cái xe mình trải nghiệm, thì thực tế của mình trải nghiệm. Nên còn chưa bóc tem này, mình cảm thấy rất là đi cái xe này thì nói đúng là gia đình đi thì quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn, đỡ tốn về cái nhiên liệu. Đầu tiên mình mua xe đỡ tốn rồi, còn cái xe nào thì nói thật với các bạn là nó cũng sẽ hao mòn. Xe xăng hay xe điện gì nữa thì nó cũng hao mòn. Nên là cái đấy là cái điều mà chắc chắn là mình phải phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu như thật sự cương vị mà người tiêu dùng thì
mua cái xe điện đi rất là kinh tế. À, rất là kinh tế. Thì hôm nay đây là tập 1, mình chỉ nói như vậy thôi, mình cho các bạn trải nghiệm cùng mình. Còn thì sau những cái video tiếp theo mình sẽ quay chi tiết tổng thể rồi cái quá trình trải nghiệm, mình sẽ đi trên đường mình quay cho các bạn nghe xem. Thì nếu như các bạn ủng hộ kênh thì mình cũng rất cần các bạn cho một subscribe, một like và một bình luận để sao ạ? Để cho YouTube họ họ có cái tính năng là có tính năng có cái tính YouTube sẽ có cái tính năng nhận biết được cái kênh của mình được để ý. Nếu các bạn ủng hộ thì xin các bạn một like, một subscribe để kênh một ngày phát triển hơn. Và trên các cái cung đường mình sẽ quay cho các bạn xem đẹp hơn, được không ạ? Xin cảm ơn các bạn.